Xin chào tất cả mọi người nhé, rất là vui khi gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo của mình. Hôm nay đã là ngày thứ 5 mà hai vợ chồng mình cùng nhau cách ly ở trong cái quán mà vợ mình làm việc ở đây ấy. Thì như mọi người biết ấy, đây lúc này đang là ban ngày ấy mọi người ạ. Thì mình ở trong này mình phải đóng cửa ấy. Đóng cửa lại, trời nó rất là tối, mình bật điện lên. Thì khi mà mọi người xem cái video này thì đang nghĩ là mình đang quay ở buổi tối, nhưng thực ra là đang là ban ngày ấy. Thì đang là 9 giờ 37 phút này mọi người này. Đấy. Thì đây mình sẽ quay, mình mở nhá cái cửa này ra cho mọi người xem bên ngoài một tí nhá. Thì mình ở đây là mình cũng không được phép mở cửa đâu, vì đang trong cái thời gian cách ly ấy mọi người. Đấy, mình mở cửa để cho mọi người xem ở bên ngoài khi mà mở cửa ra là nhìn sẽ thế nào nhá. Đây, mình chỉ hé một ít thôi. Đấy, mọi người nhìn ở ngoài trời đang nắng này. Đấy, đây là ở trong quán nhìn ra ngoài mặt đường mọi người nhé. Ngoài trời đang rất là nắng đẹp. Mình phải đóng cửa lại. Đấy, nhưng mà khi mà mình vào trong nhà, mình đóng cửa lại thì trong phòng này nó rất là tối, mình bật điện lên thì các bạn xem video thì thấy là mình quay là như là đang quay buổi tối, thực ra là không phải buổi tối đâu mọi người. Thì hôm nay mình qua video clip này thì mình xin được giới thiệu thêm là khi mà hai vợ chồng mình đến đây thuê quán ấy, là toàn bộ ở đây là đều phải đầu tư hết, từ những cái trang thiết bị rất là nhỏ. Đây mình quay cho mọi người xem này, từ những cái bộ bàn ghế này đến tất cả những cái đồ kéo cắt này, rồi những cái rũa này, đến những cái lọ sơn này. Đấy, những cái này toàn bộ đều phải mua hết. Còn những cái gỗ, đồ gỗ này thì là mình đóng, mình trang trí cho vợ mình. Đấy, cả hai cái bên này nữa là tự mình đóng. Thì những cái đường ống nước này đến là mình cũng tự mình lắp ấy mọi người ạ. Đấy, tự mình lắp hết cho vợ mình. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem một cái quãng thời gian mà trước đây khi mà chuẩn bị vào mở quán ở đây thì mình đã phải làm những cái đồ đấy như thế nào. Thì mọi người cùng xem cái video clip này nhé. Mình sẽ chèn cái những cái video đấy vào cho mọi người xem suốt cái quá trình mà hai vợ chồng mình bắt đầu khi mà vào đây thuê quán để làm với mọi người nhé. Tên là gì? Nguyễn Đức. Hai vợ chồng mình đang kéo đồ. Lúc này thì mình đang lắp ống nước, đường nước vào và nước thải ra cho cái quán spa gội đầu của vợ mình nhé các bạn. Đây là toàn bộ cái phòng làm việc của vợ mình. Hôm qua là mình bắn cái vách này. Vách này toàn bộ bằng tấm alu nhé các bạn nhé. Đấy, hàn khung xong mình bắn lên làm một cái phòng ngủ ở đây. Cái này là lần đầu tiên mình lắp đặt cho cái dịch vụ spa kiểu như này ấy các bạn ạ. Thực ra thì mỗi thứ biết một chút để nó dễ làm việc, nó suôn sẻ hơn ý. Nhưng mà mình nói theo một cách là mình không biết ý, thì mình học hỏi mà mình tự làm, tự khám phá. Nếu như mình không làm thì mãi mãi mình sẽ không biết. Cho nên là lần đầu nó sẽ chậm hơn này, bỡ ngỡ hơn. Nhưng mà mình sẽ vừa làm vừa nghĩ, vừa tính toán xem để làm như nào cho nó hợp lý là được.
19 giờ 10 phút các bạn ạ. Mình vừa lấy mới đấu xong cái đường ống nước này rồi, bây giờ mình sẽ thử. Coi như là có nước vào rồi nhưng mà cái đường ống ra thì mình chưa làm được, mình chưa lắp cái đáy này đâu. Thì bây giờ mình thử xem có nước vào nhé. Mình sẽ lấy cái cốc, sau đó mình sẽ hứng ở cái vòi kia. Bây giờ chúng ta cùng nhau thử xem cái nước này đã được chưa nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bằng vòi nước này ra xem là buổi chiều ngày hôm nay mình đi cái đường ống nước này xem nó có thành công không nhé các bạn nhé. Mình không dám xả mạnh vì cái cốc này nó nhỏ quá, xả cái nó đầy luôn, nó tràn ra ngoài lề này. Đấy, như vậy là mình đã đấu được cái đường ống nước từ trên cái test xuống đến nhà phòng tắm, sau đó là đi quanh cái khu từ cái bàn gội đầu cho đến ra cái bục này để làm leo làm móng ấy. Đấy, sau đó thì mình đang có dự định là lắp một cái ổ điện ở đây. Lắp một cái ổ điện ở đây để cho tiện cái việc là cắm cái máy để hơ máu với các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ tranh thủ mình tiếp tục làm tiếp cho buổi tối ngày hôm nay cho nó kịp cái tiến độ. Giờ là mình đi ăn bữa tối các bạn ạ. Nay hai vợ chồng mình ăn tạm bữa tối ở đây là mì tôm. Ăn mì tôm xong thì chốc nữa lại tiếp tục dọn dẹp và làm mì tôm xúc xích nhé các bạn nhé. Thì mình xin mời các bạn cùng ăn cơm, ăn mì tôm với hai vợ chồng mình nhé. Hơn 22 giờ hai vợ chồng đang kéo cái xe ở đằng sau rồi. Đúng không? Các bạn ơi, đây là ba cái hình quả chám. Đấy, mình làm ba cái là kích cỡ như nhau. Đây, cái này mình sẽ ốp lên trên tường ấy, xong mình gắn mấy cái mảnh gỗ lên để làm cái giá đỡ nữa. Thì hôm nào mình làm xong mình lại quay video tiếp cho các bạn xem nhé. Thì lúc này đang là buổi tối, mình lại tranh thủ làm vào buổi tối các bạn ạ. Lúc này mình làm được ba cái khay này nữa rồi. Thì hôm qua lúc trưa mình cũng đóng thêm được cả cái này nữa. Đó, cái này đây, cái này nữa, cái là hai cái hình lục giác này, hai cái hình lục giác và một cái hình hộp chữ nhật, và ba cái hình quả trắng. Đây là toàn bộ những cái đồ này là những cái món đồ để trang trí trên tường ấy các bạn ạ. Thank you.
khoan mình bắn vít đi, thì cái con vít nó, cái con nỏ nó hơi xoay, nên là cái vít nó hơi lệch ra. Nếu mình lắp vào là mình cũng lắng, nên nó hơi khó vào. Thì mà khó vào như vậy nó mới có cái độ dặn của nhau. Ngoài trời đang tối om nhé các bạn nhé. Lúc này mình đã lắp xong rồi, đây trưng bày lên. Phía bên này thì là một cái kệ như này. Cái này thì chưa bày cái gì lên. Còn bên này là đã bày những cái lọ sơn móng tay lên này. Bên này cũng thế. Sang bên này thì hai cái hình lục giác. Mỗi một hình là một bên. Đứng ở vị trí giữa này thì nhìn cần. Ở trên nóc này là mình sẽ thiết kế một cái lọ hoa ở trên này. Trên này còn ở dưới là để đồ, bên này cũng thế. Vừa rồi thì mọi người cũng đã xem cái video clip này cùng với mình, là nhìn lại cả một cái thời gian mà hai vợ chồng mình cùng vào đây để làm cái xây dựng nên cái quán này ấy. Thì mọi người có biết không, khi mà hai vợ chồng mình mở quán này ra thì cái đợt mới mở sau một thời gian thì dịch lại bùng lên, thì cái công việc mà phun xăm spa này là phải đóng cửa nên là không hoạt động được. Vì vậy là tiền mình thuê nhà đây vẫn phải mất, và quán thì lại không được mở, không được hoạt động. Đấy, làm công việc là rất là khó khăn. Đấy, nên là hai vợ chồng mình cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái công việc, là vợ thì làm đây cũng gặp khó khăn. Mình thì chạy taxi thì cũng không có khách, cũng rất là khó khăn, thì mình phải lên trên xưởng gỗ mình làm xưởng gỗ mất mấy tháng. Đấy, thì mọi người theo dõi những video clip này thì chắc mọi người cũng một phần nào đó hiểu về cái cuộc sống của mình hơn, hiểu về cái hoàn cảnh trong cái lúc mà thời buổi nó dịch bệnh như này thì mình đã phải trải qua như thế nào. Thì mọi người xem video clip này thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình được phát triển nhé mọi người nhé. Mình rất là cảm ơn mọi người, cũng là cảm ơn tất cả mọi người đã trong suốt thời gian qua luôn đồng hành cùng cái kênh YouTube Thông Điệp Vàng này của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt mọi người.